Thưa quý vị, sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 là bệnh nhân số 29193, nhân viên chi cục thuế quận Thanh Khê, trú tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, lãnh đạo quận đã nhanh chóng thiết lập vùng cách ly y tế tại khu dân cư bệnh nhân sinh sống thuộc tổ dân phố số 26, phường Hòa Thuận Tây. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch tại đây đang được lực lượng chức năng địa phương triển khai chặt chẽ, đảm bảo an toàn tối đa. Cụ thể, khu vực cách ly y tế là đoạn từ K27-1 đến K27-29 và K27-2 đến K27-26 đường Nguyễn Thành Hãng, thuộc tổ dân phố số 26, phường Hòa Thuận Tây, bao gồm 25 hộ với 104 nhân khẩu. Hiện các hộ dân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Chốt kiểm soát nằm tại đầu kiệt số 27. Lực lượng công an và dân quân phường túc trực 24/24 giờ tại đây, kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc ra vào của người dân, đồng thời hỗ trợ hướng dẫn người dân cách đưa, nhận nhu yếu phẩm tại khu vực này, đảm bảo việc trao nhận hàng hóa diễn ra an toàn. Lãnh đạo phường Hòa Thuận Tây cũng đã thành lập ngay tổ COVID cộng đồng bên trong khu cách ly để thuận lợi, dễ dàng trong việc thực hiện nhiệm vụ. Mỗi ngày 2 lần, sáng và chiều, tổ COVID cộng đồng cùng với nhân viên y tế đến từng nhà để đo thân nhiệt và kiểm tra tình hình sức khỏe, thực hiện phòng chống dịch của người dân. Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện người dân có triệu chứng, thì hướng dẫn công dân tự cách ly tại nhà và chờ hướng dẫn tiếp theo của cán bộ y tế. Thứ nhất là bên cạnh là tất cả ở đây đều có máy điện thoại, thì trên cơ thể là bây giờ động viên về tinh thần và báo cáo lại là ban phòng chống dịch bệnh, nhất là y tế phường, để báo cáo trên hàng ngày. Và từ khi mà coi như là thực hiện giãn cách đến nay thì lại cũng là tôi theo dõi hàng ngày, thì chính bản thân mình và nhân dân ở đây thực hiện rất là nghiêm. Ngoài ra, đối với việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt và các hộ khó khăn tại khu cách ly này, phường Hòa Thuận Tây cũng đã chuẩn bị sẵn sàng những phương án đảm bảo các hộ gia đình đều được hỗ trợ đầy đủ, an tâm cách ly và phòng chống dịch tốt. Cũng đã khảo sát tất cả các cái đối tượng mà già yếu, bệnh tật, và cùng với lại các cái hộ mà có hoàn cảnh khó khăn, để mà cho các cái hội đoàn thể cũng như là các cái đơn vị sẽ hỗ trợ trong cái việc cách ly trong cái thời gian này. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tại khu vực thuộc tổ dân phố số 26, phường Hòa Thuận Tây là ít nhất đủ 14 ngày, có thể gia hạn thêm tùy theo tình hình thực tế.